Vâng, xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh máy thiết bị chế biến thực phẩm của cơ sở điện máy Phúc Minh Tiến. Hôm nay em đang có 3 cái máy quát thóc để chuẩn bị giao cho anh Nứa ở Hướng Hóa, Quảng Trị. Anh khách này đã mua một lần rồi và tiếp tục quay lại mua tiếp bởi vì con máy này có giá thành nó rất là rẻ và nó đem lại cái hiệu quả cũng rất là lớn. Đây là máy quạt thóc hay còn gọi là máy rê lúa. Ngoài ra thì nó còn có thể là thổi được cả tiêu, thổi đậu, thổi ngô. Nói chung là nó thổi được các loại hạt siêu sạch luôn các bác nhá. Với công suất của nó là có thể lên đến là 5 tạ đến 1 tấn. Trên 1 giờ các bác nhá, 5 tạ đến 1 tấn. Về kích thước của nó thì các bác có thể thấy là con máy này là nó có chiều cao của nó là khoảng là 1m1 các bác nhá. Chiều cao của nó là 1m1. Đây. Đấy, chiều cao của nó là 1m1. Rồi. Về kích thước của cái miệng này. Chiều dài của nó là 76 cm. Chiều rộng là 40 và chiều sâu của nó ở đây là 30 các bác nhá. Đây, chiều sâu của nó là 30. Cái toa cho nguyên liệu vào rất là rộng. Đủ để cho các bác cho một cái bì thóc vào đây nhá. Ngoài ra thì con này về cân nặng của nó đó là nặng 17 cân. 17 cân các bác nhá. Khá là nhẹ nhàng để tiện cho việc di chuyển. Ngoài ra thì cái máy này có thể vừa cắm điện này, vừa sử dụng điện và vừa có thể quay bằng tay được các bác nhá. Để phòng những lúc mà không có điện đây. Em sẽ giới thiệu qua một chút về một số các chi tiết của máy. Thì máy này có 4 cửa. Cửa đầu tiên này là cửa em vừa giới thiệu này. Cửa thứ hai này, cửa cho ra hạt nặng này. Cửa này cũng tương tự cho ra hạt nặng. Và đây là cửa thứ ba các bác nhá. Còn cửa thứ tư này này là đây là cái nơi mà mình thổi bay những cái hạt lép bụi bẩn ra bên ngoài các bác nhá. Đấy. Về cấu tạo thì đây. Đầu tiên là cái khoang đổ thóc vào này, cái hòm này. Cái hòm nơi chứa motor này, hòm quạt nơi chứa motor này. Và cả cái phần quạt lúa này. Và cuối cùng là cái chân thôi. Đấy. Cái chân này thì các bác lưu ý giúp em một chút là khi mà vận chuyển ý, thì bên em sẽ cắt ngắn 4 cái chân. Đấy, cắt ngắn 4 cái chân này đi. Để cho tiện cho việc di chuyển ý, tiện cho việc vận chuyển đi đến nơi tận nhà khách hàng. Các bác về nhà thì sẽ hàn lại hoặc gia công lại giúp em nhá. Đấy. Ngoài ra thì các bác để ý thấy ở đây là nó có 3 cái núm. Đấy, 3 cái núm này. Thì cái núm ở giữa này các bác để ý này. Đấy. Đây là nó điều chỉnh cái nguyên liệu xuống nhá. Bác nào mà muốn mà nó xuống nhanh hay xuống chậm là điều chỉnh ở cái nấc ở giữa. Đấy. Đây nhá, cái nấc tiếp theo là cái nấc này. Cái nấc này là gì nhỉ? Cái nấc này nhá, các bác để ý giúp em này. Nấc này và nấc này. Hai cái này là điều chỉnh cái tấm chắn ở đây. Cái tấm chắn ở đây các bác này. Đây này. Đó, các bác khóa lại nhá. Thực ra là nó với một cái mục đích đó là các bác làm sao cho nó sạch theo cái nhu cầu của mình. Ví dụ các bác muốn thổi ra nhanh thì các bác cứ hạ nó xuống hoàn toàn như thế này. Còn các bác mà muốn nó thổi vừa phải thôi thì các bác cứ nâng cái tấm này lên như thế này. Đấy. Nói chung là vì mục đích của các bác là muốn cho nó nhanh hay chậm thôi nhá. Muốn sạch hơn hay là nó vừa phải hay thế nào đấy, tùy vào mục đích của mình. Còn ở đây thì các bác có thể nhìn thấy bên trong có cái tấm màu trắng trắng này. Đó là cái quạt lúa, cái bản của nó rộng khoảng độ tầm 20, rất là to bản nhá. Để đảm bảo là quạt với tốc độ gió đủ lớn để cho sạch các bác nhá. Vì vậy nên máy này được gọi là máy quạt lúa siêu sạch. Tùy vào từng khu vực thì có thể gọi là máy rê lúa các bác nhá. Đấy. Với một chiếc máy như thế này có giá thành rất là rẻ và hiệu quả mang lại thì cũng rất là lớn. Các bác có thể sử dụng với rất nhiều cái mục đích, vừa để quạt lúa, quạt thổi ngô, thổi tiêu, thậm chí là thổi cả tiêu nữa các bác nhá, thổi tiêu, thổi đậu. Đấy. Thì các bác có nhu cầu mua hàng cứ liên hệ đến cơ sở điện máy Minh Tiến này. Địa chỉ là Quốc lộ 1A, Cầu Bùng, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại liên hệ là 0988 132789. Hoặc các bác có thể liên hệ trực tiếp đến website của cửa hàng đó là www.phucminhtien.com các bác nhé. Vâng, xin chào tất cả các bác và hẹn gặp các bác ở các video sau.